Chào các bác, hôm qua vừa có đôi E712, 715 về. Anh em qua lấy luôn rồi. Trong lô hôm nay về lại được thêm mấy đôi sạc pin Vega nữa. Trước mắt anh em đang ghép đôi sạc pin Vega dòng đời đầu, hay còn gọi là Head. Head dòng A. Con này là 324, 326, bát 30, tép kèn. Con này thì gồ ghề hơn nhiều. Anh em là chơi sạc pin Vega thì đều thích cái dòng Head đời đầu. Đấy, nếu mà nhìn thì sẽ thấy nó cổ hơn một chút, bởi vì nó đời đầu tiên của sạc pin Vega. Và đằng sau của cầu loa của nó thì nó ghi chữ HED, là đời đầu tiên của sạc pin Vega. Cái lòng bát nó sẽ ví dụ như dòng RE series 25 kia nhé. Anh em nhìn nó đời sau, các cái lòng bát của nó sẽ nông hơn. Còn những cái hàng Head đời đầu ấy, thì cái lòng bát thường nó làm sâu hơn. Đấy là để mình phân biệt cái đời đầu và đời sau. Thì với anh em thợ thì sẽ rất là thích cái hàng đời đầu, bởi vì cái chất âm của nó cực kỳ hay. Nhưng nếu nói về hình thức, đương nhiên là nó cùng hãng thì nó cũng chỉ khoảng 1910 thôi. Nhưng hình thức thì những cái dòng đời sau này nó cải tiến đi thì nhìn hiện đại hơn một chút. Nhưng vẫn đặc trưng của nó là gân đỏ. Đó. Cặp hôm nay thì bát 30 cũng lòng cực kỳ sâu. Đấy. Lòng bát rất là sâu. Và cái chất của nó rất là dày. Đời đầu thì sờ nó sẽ hơi sần sần. Nó không mịn như cái hàng đời sau này. Cặp này thì bát 25. Cặp này thì bát 30, lòng sâu và rốn bé hơn. Bát 30 nhưng mà rốn bé hơn. Còn này bát 25 nhưng lại rốn to hơn. Dòng đời đầu nó lại làm kiểu đấy. Em thử bằng con 7825A. Về được một con 7825A. Rồi các bạn thấy là 7825A nó chơi được nhiều loại loa như thế nào. Nhật, Mỹ. Nói chung là khó thì chọn nó vào, tiếng lên cũng rất là hay. Đôi này thùng rất là to. Thùng bề ngang nó rất là to. Nó khoảng hơn 2 găng tay. Thùng rất là to. Thể tích thùng lớn, sạc pin Vega làm thể tích thùng rất là lớn. Đặc biệt cái dòng này thì tiếng bát nó trầm. Người ta thiết kế sạc pin Vega thiết kế một cái lỗ hơi đằng sau, lệch đằng sau này, hay có thể nhìn thấy rất là lớn cho nguyên cả cái tay vào luôn. Đây như em vừa em giới thiệu đấy, thì sạc pin Vega đời đầu, anh em nhìn đằng sau nó sẽ đề là chữ HED và đây như cái đôi này nó viết tắt luôn là hai này, Henry Design này, đó là kiểu thiết kế chất lượng cao đấy. Đấy, anh em nhìn kỹ và bây giờ nó có cái biểu tượng này. Đây là một cái reset khi cháy chập. Đấy, nó đằng sau là như này. Đời đầu thì nó sẽ rất là quan tâm đến những cái chất âm, cũng như những cái dòng AR3. Bát bánh bò bây giờ anh em nhìn những cái dòng đời cổ hơn, sâu hơn những cái dòng này. Nó cho tiếng bát xuống rất là sâu. Đặc biệt là độ nhạy của những cái dòng sạc pin Vega thì nó rất là cao. Anh em chỉ cần đánh âm đi khoảng 100W đã đánh tiếng rất là tốt rồi. Đây để anh em nghe thử cái chất của con này, chất bát của nó. Lấy nhạc từ trên mạng rồi, đã đánh rất là hay. Hôm nay về cả dòng bô nữa, dòng bô 501 CD2 và CD3 thì nó sẽ quay cho các bác. Thank you.
dân ca giận mà thương sao mà giá diệt ôi câu ca nặng tình lòng có lúc nào em giận anh nhân tiện là có một cái đôi đời trước và một đôi đời sau thì em quay luôn cả đôi đời sau này để anh em có cái nhìn khách quan về hai đời của Xiao Vimega. Nhưng cái dòng này là đời sau này. Cái thiết kế cái gỗ nó khác, nó nhìn nó hiện đại hơn. Và các cái thiết kế nhìn nó cũng hiện đại hơn. Đấy. Nó hiện đại hơn cái dòng đời đầu. Đời đầu thì như con này nó là tép kèn. Đấy, cơ còn chung và chung thì cơ bản như nhau. Đây để em quay đằng sau để các bác nhìn con đời sau. Ví dụ đây là con đời sau. Đời sau thì nó ghi đây. Và cái cầu loa nó cũng khác rồi. Nó cũng một lỗ thở. Đấy, một lỗ thở như thế này. Ok. Cả hai cặp này bây giờ đều có giá trên 10 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì alo cho em theo số máy 0983698887. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.